Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm bản test nha. Đáng nhẽ thì mình sẽ trải nghiệm cái Godzilla với lại Kong gì đấy. Thì mình trải nghiệm cái con tàu trên trời này trước. Nó khá là hay các bạn ạ. Nó bay như kiểu là kim tự tháp hồi trước, nhưng mà nó không bay từ dưới đất lên, nó bay sẵn rồi. Với lại trên bản đồ có mấy cái tên lửa gì nữa. Nói chung là chưa trải nghiệm được các bạn. Đây, xuống đây thì nó rất là đông luôn. Nhặt súng hơi bị delay các bạn ạ. Đây là bản test nha. Rồi, nóc này. À đây. Vâng, thanh niên bạn kia bắn nóc. Bên này còn này. Vâng. Rồi, đã confirm kill rồi. Ông bên này bốc khói nhanh thế nhở. Hình như có người lao lên này. Mình biết ngay mà. Ui, bên này bắn chết nhanh nhở. Mình cảm giác được là bắn cứ trúng 1-2 viên là chết đấy. Úi giời ơi, bay nhảy các thứ này. Trời đất. Cái này mình chưa trải nghiệm. Chắc là ở mấy cái mà phụt lên như này thì có thể bay được. Và có phi thuyền bay xung quanh để cho chúng ta. Đấy, bắn trúng viên chết này. Ảo thật đấy, mình toàn bắn trúng đầu các bạn ạ. Vô lý thực sự. Vâng, bản này bắn rất là dễ chết, bắn viên vào đầu là chết. Với lại súng nó tự am vào đầu nha các bạn. Và nút ngồi nó không bị delay nha. Chơi bản này mình cứ ấn liên tục vào nút ngồi, nó cứ nhấc người, trông tấu hài ghê luôn á. À, ở hai bên thì có mấy con thuyền nó lại hay đậu ấy. Thì giúp chúng ta đi lên cái khu cao đi kia. Đấy, nó cứ vài giây là nó chạy xuống thôi, vài giây nó lại chạy lên ấy. Đấy, để đi trên con thuyền đấy chứ không tự lái được nha. Mình nghĩ là vẫn còn người. Đây, trên này. Mình nghe tiếng chân này. Wow, khu này khá là đẹp. Lần đầu tiên mình vào đây các bạn ạ. Vào đây phát đầu tiên này. Lúc nãy thì có một phát rồi. Nhưng mà nhảy xuống không nhặt được súng nó giết luôn. Bây giờ mình khôn hơn là mình nhảy vào trên cái nóc này. Chứ nhảy ở dưới thì xui lắm. Nãy mình nghe tiếng chân trên này đâu ta? Ảo thật đấy. Không có anh em ạ. Cái thuyền này là thuyền auto. Ôi. Ông đi bằng đường gì vậy? Ơ kìa, không hấn được nút luôn. Lâu lâu bị delay tí. Nó đi kiểu gì nhở? Ảo thật đấy. Vâng, chắc là hết rồi. Nhưng mà không biết là nó đi kiểu gì. Trong này là cái gì nhở? À, chơi nhạc. Cái này như kiểu sinh nhật của PUBG bản quốc tế. Cơ mà nó làm lại hay hơn. Bên bản quốc tế thì làm lại cái bản cũ. Chơi chém chém như cái đợt mà năm ngoái. Vâng, còn cái này là mới. Nói chung là bên bản trung cái gì nó cũng mới các bạn. Phải công nhận là hấp dẫn. Còn bản quốc tế thì nó hơi sao sao một chút, nhưng mà nó lại có nhiều cái đặc biệt những cái bản trung không có. À, dẫm vào mấy cái này ra đồ các bạn ạ. Hay phết nhở. Và ở ngay đối diện bên kia cũng có một dãy như thế này. Và chúng ta cùng đi thử con máy bay này nhá. Nó là tự bay các bạn ạ. Như kiểu là tàu điện ngầm bên bản quốc tế. Nó đợi thời gian xong rồi nó đi thôi. Ui, đẹp phết nhở. Đẹp vãi trưởng. Trông nó rất là tương lai luôn. Nó rất là viễn tưởng luôn. Và con thuyền này đưa chúng ta lên trên này. Trên này thì có cái gì đây? Có một cái hộp đồ chắc người ta lấy hết rồi. Hộp đồ này chắc là Groza này. Có gì đây? À,
Cũng hay phết, nhưng mà không giống với lại cái ông kia đáp trên đầu mình, nó vẫn là một cái gì đấy mà mình vẫn chưa biết được các bạn ạ. À, cái này là chế tạo nước. Ôi, hiểu rồi, cái này chế tạo nước và thuốc. Vâng, và sau này có một cái hồng đồ nữa. Đồng đội mình nhanh nhở. Úi dồi ôi, đã trên tay một khổ ốp rồi. Và hai cái thùng này thì chúng ta sẽ biết được là có glow da và ốp rồi đấy. Và biết rồi. Lần sau mình sẽ thông minh hơn là mình bắn nhau xong mình chạy đến lấy, chứ không phải là ngờ nghệch này đi tham quan này không biết ở đâu. Nói chung là lần đầu nó hơi ngáo ngơ tí, các bạn thông cảm. Vâng, hồi đầu trận thì ngoài mấy cái phi thuyền này ra thì chúng ta còn rất nhiều tên lửa xung quanh bản đồ. Nhưng mà chưa kịp trải nghiệm thì nó mất hết rồi. Và các anh em trên bản đồ sẽ không buông tha cho một cái tên lửa nào cả. Mà cái tên lửa đấy thì mình cũng chưa trải nghiệm, thì hôm sau. Hôm sau mình bay vào thử. Ui, ông kia tự dưng đâm một xe vào đây, trông vô duyên đấy nhở. Hình như bị kẹt luôn rồi. Để mình đến xem thử như thế nào. Trời, còn bim còi. Bình thường là người ta sẽ bảo bim còi tao ăn cức rồi đấy, nhưng mà thôi, mình khác. Hello bạn, bạn bị kẹt xe à? Cái này xe skin hay là xe mới nhở? Trông lạ vậy. Mình nghĩ là xe skin đấy các bạn. Mà skin gì trông nó mặc định vậy ta? Có khi đây là xe mới. Thôi thôi, sorry bạn. Phản xạ tự nhiên bạn ạ. Thấy người phi ra là phải bấm vào nút bắn ngay. Bên này mình nghe thấy tiếng súng này. Đấy, các bạn thấy không? Bắn người nó hơi ảo tí rồi, cứ bắn một hai viên chết. Chả hiểu kiểu gì. Vâng, mình nghĩ là chắc là vừa bắn nhau xong thanh niên bị yếu ấy. Mình lại cứ hơi ảo tưởng cơ. Ui, đâu ra người ở đây vậy? Làm màu tí. Bên này rất là mượt mà nhá. Rất là mượt để làm màu luôn các bạn. Màu mè rất là căng luôn. Không biết là do máy hay là như nào. Bên này thề với các bạn luôn là di chuyển nó rất là mượt mà. Xong rồi làm màu làm mè, đảm bảo với các bạn luôn là chuẩn chỉ luôn. Xịn sò con bò luôn. Ở cái thằng này, làm sao đây? Ô, đang mặt loen này. Nó bị làm sao ấy nhở? Cứ xe đâm đến là đồng đội phi lên tận trời luôn các bạn ạ. Dã man thật. Thế này thì cứu tới đích nào được. Con nhợn này. Ô, láo thật đấy. Cùng là đồng đội, tại sao lại không cho bạn ấy sống vậy? Hay là lúc nãy có chửi nhau đúng không? Gì lắm. Nghỉ lắm anh em ạ.
nó kìa, nó bắn nổ xe. Thằng ấy mất dạy phết. Chịu thôi bạn ạ. À, có người nha mà. Có người thanh niên gặp mình ngay. Ui, đếch tra được này. Ừ. Chưa. Cái nồi phá vãi. Đéo hiểu kiểu gì các ông ạ. Chịu luôn đấy. Thằng này hay thế nhở. Thằng này tài đấy. Mà định mấy cái ông này ngáo vãi. Người ta đang ném bom. Ông này cũng ném bom nhưng mà đéo hiểu sao. Lại đi sát sát nó làm gì. Dại thật. Vâng, bên này có con boss này. Mà thế các bạn luôn, cứ làm màu một hồi ấy. Đau mắt vãi. Mình cảm thấy nó nhức mắt kiểu gì. Khó chịu. Bên trên này có người này. Chắc mình già rồi các bạn. Nên thế luôn, mấy cái làm màu thì mình làm easy à. Nhưng mà căn bản là cứ làm một hồi xong cảm thấy nó khó chịu mắt, thế là không làm nữa. Chứ các bạn thấy mình làm nó có lại giống idol, mấy cái idol bên TikTok không? Idol China ấy. Thôi nhấp scope để bán địch dễ mà, bên bản này nó mượt đấy, dễ làm. Trời, nó gạt mất luôn ông kia rồi. Nó ở đâu nhở? Hình như trên gốc cây kia anh em ạ. Đây, mình thấy nó rồi. Mình áp sát tí nữa làm màu chơi. Nó không cầm súng. Trời, nó đang cầm 24 vậy ông kia. Nó cầm súng ấy lại vui nhỉ. Xem bắn nhau ai chết trước. Mà mình có nên cứu thằng này không nhỉ? Có nên cứu không ta? Chắc cứu đi. Đồng đội với nhau mà. Nó bò ra kìa. Kệ nó. Nó không cứu mình bỏ. Nó chịu nằm lại thì mình cứu thôi. Nói chung là con người Việt Nam chúng ta nó có bản tính là thương người. Cái gì đây? Boss à? Vâng, bản tính của chúng ta là yêu thương đồng loại. Mặc dù không chung quốc gia nhưng mà chúng ta yêu thương đồng loại các bạn hiểu không? Đấy, thành ra là phải cứu thôi. Mặc dù ấy, cố tình giết mình. Đắp bổ thính luôn các bạn ạ. À quên, cảm ơn luôn thằng em Việt Thắng Cao Minh đã hỗ trợ mình vào Arctet. Mỗi lần chơi bản Tết thì cần có sự hỗ trợ của thằng em Việt Thắng Cao Minh. Chứ không là không vào được các bạn. Arc nó rất là lằng nhằng, rất là khó chịu. Nói chung chơi bản Tết này khổ sở lắm các bạn. Nhưng mà được Tết cái mới thì nó rất là sướng. Chứ lúc đầu mình cũng vật vã lắm. Các bạn phải biết là khi mà các bạn có bản test thì các bạn vẫn chưa vào được game đâu. Các bạn cần phải có arc test nha. Chứ mỗi bản test không thì chả có tác dụng gì. Nó không như PUBG quốc tế đâu. Các bạn chỉ cần có cái link tải bản test là vào được luôn. Này phải có arc test nữa, rất là khó. Có quản lý mà các bạn. Trong nhà này có tiếng súng này. Ok. Bây giờ nó ngồi im rồi các bạn. Ui, bom. Mình nghe tiếng bom là mình kinh lắm, không dám công đâu các bạn. Nó chạy qua bên này nè. Tính lao xuống à. Rồi, nó ra ngoài rồi. Bên này thì phải. Bên này nhún nhún trong tấu hài phết các bạn ạ. Cứ ấn nút ngồi nhiều nó là nhún nhún nha. Chứ còn mà bên bản hiện tại của tụi mình thì nó sẽ là ngồi xuống xong nó sẽ đứng dậy. Chứ nó không phải nhún nhún như này. Cho nên chơi bản này nó rất là thích luôn ấy. Ngồi ngồi nhiều ấy, nhún nhún nhún. Giải trí phết.
Ô, bắn cái gì vậy? À, có người ở đây. Núp sau cái xe này. Vâng, boss đây em ạ. Ông đồ xa xa kia là người. Ôi trời ơi, cũng rất là nhấp nhà luôn. Ơ, sao bắn không trúng nhỉ? Kìa, viên đạn găm vào đúng ngay chỗ đấy cơ. Vừa tắt luôn. Công luôn các bạn ạ. Nếu mà nó chịu nhìn thì mình cũng cố gắng đứng vẫy vẫy, nhưng mà nó không chịu nhìn. Thế sao không bạn rồi? Đỡ thì điếu được đây. Rồi. Các bạn thấy nó trông nó giải trí không? Các bạn phải chơi cơ, nó mới giải trí. Chắc là các bạn xem thì các bạn vẫn không thấy giải trí được đâu. Ui, phải nồi rất trúng đầu kia. Và mình sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video này của mình. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye. Nếu thấy hay thì đừng quên ấn like nhá. Yeah. Thả tim này.